DK top 2 không? DK đúng top 2 không? Đó. Mấy cái dự đoán đúng á thì tụi bay không có nhớ, tụi bay không có cắt clip, tụi bay không có chế hình. Đầu mùa ai nói tụi bay là T1 top 1, Tối ngày DK top 2. 31/32 đã uy scan 10.000 đồng. Tuần sau xe gặp C. A nhớ dự C thắng nha A. Ơn em nha. MCK đâu rồi? Game gì? Có game 3 thôi ha. Varus, phất bích, bích cánh trên, tước cướp qua đi con ass, Kalista hỗ trợ, đánh con sắt, đánh Vega, rồi đội hình này gần như không có mở gì chân, thằng này thật cái đội hình này cũng không có mở hay mình không có mở. Rồng có mặt trong đội hình bên phía của KDF. Và tôi tưởng rằng họ sẽ đánh một đội hình win land win game. Thì bỗng nhiên lại xuất hiện con Aurelion Son này. Với con rồng mới thì... Con Son này vấn đề của nó thì bữa ra thấy rõ rồi. Con Son này nó cần khá là nhiều thời gian. Con Son này nó phải ván đấu phải sau 35 phút á, thì nó mới mạnh. Nó cần thời gian. Aurelion Son mới được lắp lại trong tay Bulldog. Và đây không phải là lần đầu tiên Bulldog xách con rồng này vào FCK nha. Đã có một lần anh ta sử dụng rồi. Và đến cái khoảng thời gian Bulldog mạnh lên với Aurelion Son thì nó đã quá trễ. Tình huống cái và được hiệu thứ hai vào đây sẽ làm con Aurelion Son xuất hiện trở lại trong tay của Bulldog và để xem lần thể hiện vậy phải cơm chỉ biết con rồng thần này thì đừng để anh Bulldog bắt trước không có làm được tốt hơn những gì mà anh ta đã có được trước đó ở ván thi đấu gần nhất của mình hay không. Với một con Aurelion Son ở trong giai đoạn đầu thì gần như là hai đội sẽ chấp mít à. Nếu nghe cấp bộ đến từ con Son này phải là 35 phút, 30 phút chưa mạnh. Không, 30 phút nếu mà chưa banh nhà lính á, thì được. Nhưng mà thường phải là 35 phút nó mới mạnh. Nó phải phải tích nhiều bụi sao lắm. Cánh dưới sẽ là cuộc đối đầu giữa bốn xạ thủ và tôi đang rất trông chờ vào cuộc chạm trán này đến từ Pay Delay với Varus kết hợp với Kalista để đối đầu với Espril và Ash của Taeyun và Mohan. Với một tình huống áp sát với pha quay tay đến từ đường trên bên phía của Genji Sport, áp lực đi đường vẫn đang là những người làm tốt hơn đến từ KDF ở khu vực đường dưới cũng như là khu vực đường trên. Và quá ổn. Anh ta không có tốc biến, có lá chắn từ Moham, bắt buộc phải kích lá chắn nhưng tốc biến làm theo đến từ Pay. Với một hit đánh thường, điểm chiến công đầu dành cho xạ thủ bên phía Genji Sport, trả đòn đến từ Taeyun nhanh hơn năm béo nha. Hạ sát thành công đi lại. Và lợi thế với pha đùa kill ở dưới bot dành cho Genji. Hơn 626 nha. Cặp đôi Varus và Kalista vẫn đang cho thấy được độ hiệu quả tương đối là tốt ở thời điểm hiện tại dành cho bên phía của Genji, nhưng mà khoan đã chung. Thằng Đơ làm gì khổ bằng thằng KT. Thằng KT vô địch 5 lần mới được đi quốc tế. Ôi trời. Của cả Sang Jae nữa. Nhưng Sang Jae nằm trong trụ, anh ta lao vào rất là sâu, tốc biến bỏ chạy, có thêm đốt trên người anh ta còn một chấm máu nữa thôi. Rất cảm ơn HK rất lời nha. Kịp thời tốc biến chứ nếu không là bỏ mạng lại rồi, mà bỏ mạng lại thì là rất tai hại. Ở đâu đâu nhỉ? Đam đâu đủ đây. Tôi khá là khó hiểu tình huống mà đồng ý là cấp một cái cú chiêu cuối. À chính xác là cú tốc Genji win early game đúng không? Ok rồi. Nhưng Giang Dê cũng cố gắng lao theo với cú chiêu cuối trả xuống hũ đồ của mình. Genji dễ win early game mà anh em. Tại vì con rồng đâu làm được gì early game đâu. Con Vi này cũng đâu mạnh early game bằng con ví dụ con Lucy Lee Sin. Đội hình early game của bên phía Genji nhỉnh hơn xíu đúng rồi. Rõ ràng là cuối cùng trầm trọng vô hạn dịch tiêu cuối. Anh ta không có trang bị giải thuật hay không có thanh tẩy, anh ta sẽ nằm xuống điểm hạ gục dạy cho Kalista trong tay của Delay. Chắn phản bắn thần bí tốt đến từ hỗ trợ bên phía Genji Sport, thậm chí là anh ta kích tiêu đầy luôn hoàn toàn người chơi xạ thủ của đối phương, nhưng may mắn cho anh ta cú quy vừa rồi nó không chuẩn xác. Trang bị đầu tiên của Bulldog hướng tới sẽ là một cái trợ pha lê Relay. Nói chung là với một con Aurelion Sword thì đây gần như là trang bị bắt buộc để bạn có thêm những cái lượng hiệu ứng khó chịu ở Nora trong tình huống vòng sau và mục tiêu tấn công là Dudu, người không có tốc biến đó giúp ngay lập tức cho mình tình huống đặt lồng ra từ Chovy và Dudu không tốc biến lấy cái gì chạy. Anh ta đang cố gắng một cân hai nhưng đó là vụ đổ vũ trụ đến từ vị trí của Chovy để có thể hạ sát thành công được người chơi đứng trên của đối phương.
Đạn bóng tiến vừa rồi tung ra không chuẩn xác, nhưng mà khép góc đủ ổn để khiến cho tình huống thả sứ giả là thành công với từ Yang Zhe, và tiếp tục sẽ là 1.5, 1.6, 12 phút. Con rồng đang cần lớn tới từ Bulldog ở khu đường giữa. Đây là áp lực đến từ Yang Zhe, nhưng nó cũng chỉ là cái động thái ta tiến xuống để giảm tải áp lực dành cho bộ đôi bên phía của KDF mà thôi. Nên xuyên phá liên tục bùng ra. Rồng gì? Đừng nói rồng gió nha. Anh đang có giữ cho mình chiều cuối để sẵn sàng bùng vào. Rồng gió Genji hơi đen. Cuối mà Taeyong không có thanh tẩy, Bohan cũng tương tự là như vậy. Nếu như bị giữ chân đủ lâu, Kalista trồng sát thương vào và thêm vào cả đó nữa là có Lee Sin sẵn sàng tấn công thì một bằng trụ. Nó có thể sẽ là nguy hiểm dành cho một đôi bên phía của KDF và họ vẫn đang phải chịu một gap quá kỹ lớn. Rồng nguyên tố đang nằm trong tay các thành viên bên phía của Genji nhưng cú chuyển quân trong xa. Và đóng vai người bất tỉnh đến từ Bohan thêm một lần nữa, anh ta chỉ kịp nhận lại chết ác vậy. Tôi tin là kể cả có là hai cái lá chắn đi chăng nữa thì Bồ Hàm vẫn nằm. Cũng kịp thời tung ra cho mình thêm cả cái chết ác vậy, lát hồi vẫn thắng ngược lại được. Xả chiêu trước khi nằm xuống. Chứ cái tình thế đó nếu như mà không có thanh tẩy thì cũng chẳng thể nào mà có thể tốc biến được. Và ở đứng giữa thì Chu Vi đang bị tấn công, Chu Vi đang gặp rất nhiều nguy hiểm. Anh ta đã outplay được cái chiêu cuối của Yang Zhe rồi, tốc biến bỏ chạy vẫn sẽ dính chiêu cuối tới từ Bulldog. Biết tung lên, Chu Vi còn một chấm máu. Ôi ơi, không kịp sao, Bulldog đang bị sấy. Bulldog lao tới, Bulldog tốc biến bỏ chạy, vẫn đang cố gắng tìm đường để lui, không lui được rồi. Và bây giờ tới lượt D-Line, Bulldog đang rất là xanh, D-Line đang bị sấy và mạng thứ ba dành cho Quang Đông Freak. Yang Zhe rồi, con rồng nó ăn hai mạng vậy là bú rồi. Con rồng này nó cần thời gian để nó khỏe mà cho nó mạng nữa. Hơi thở của rồng rồi, chứ không còn là những cái từ mà chúng ta quen gọi là cú sấy, những cú khe nữa, mà đúng sẽ là hơi thở của rồng rồi. Mặc dù là đứng yên thôi cũng chả phải làm gì nhiều cả, nhưng mà cái nguồn sát thương của Bulldog nó là rất là khó chịu. Sát thương theo thời gian. Bulldog sau 2v22 trên ván đã biết đánh Orion Son hơn. Rồi Bulldog cũng là người côn lao lên đánh vào người của Peanut nữa. Peanut nằm xuống, double kill dành cho Bulldog. Và tình huống này thì D-Line rất đơn độc, anh ta cũng chỉ là một con tướng hỗ trợ thôi. Vậy nên là bây giờ thì đang là chìa khóa cực kỳ mấu chốt để Quang Long Fix có thể quay. Sau pha này là con rồng nó khỏe lên nhiều quá trời. Đép được con rồng thì thực ra đép cũng khá là ok á. Tại vì nó clear lính cũng được, nó clear lính được. Bulldog đã có mặt lại ở khu vực đường giữa rồi và cái tốc độ clear lính của con Orion sau này cũng sẽ tương đối là nhanh. Ép rồng. Thậm chí Taeyong còn không có cái mà farm cơ. Nhưng mà có lẽ nhường tài nguyên cho Orion sau lại là hợp lý. Bây giờ sẽ là đường di chuyển ra rồng. Doran bấm biến trở về nhà, anh ta có cho mình di chuyển sẽ quay ngược trở lại khu vực giao tranh ở sông dưới rất là nhanh mà thôi. Cái lượng tầm nhìn có lẽ sẽ là được quan tâm. Và đến tình huống Dudu bị đá về, có một sợi xích tội lỗi được tung ra chính xác rồi. Dudu bị tấn công, Dudu bị nhồi tất cả mọi thứ vào đầu. Anh ta cố gắng lên sẽ rồng nhưng không thành công. Và đây là Bulldog. Bulldog bị tấn công rồi, Bulldog phải tốc biến bỏ chạy. Bên phía bên này thì đang là gồng quy từ Yang Zhe cũng chỉ để bỏ chạy mà thôi. Chiêu cuối rất đẹp từ Bulldog, giữ được 3 người. Nhưng sắp đuổi vào thì đang chưa có. Và Moham mất tốc biến bỏ chạy. Chiêu cuối của Chovy rất là đau. Moham chỉ còn có cỡ tầm hơn 200 máu thì phải. Và Quang Đông Fricks họ phải rút về trong tình huống vừa rồi. Đúng thật là Bulldog xanh, nhưng anh ta cần khoảng trống. Có linh hồn rồng không? Vẫn chưa thực sự mạnh, tôi cảm nhận là như vậy. Vẫn cần khoảng thời gian để Bulldog mạnh hơn một chút nữa. Và cái sát thương tuyến sau đến từ KDF với Taeyong, tôi cảm nhận rằng nó cũng sẽ hơi thiếu hụt so với những gì mà Pay cũng như là Chovy vừa tạo ra. Họ trông hiệu ứng. Sao cái gì mà vừa thay đỏ vừa chấn thương nhiều vậy? Dây của Dudu nằm xuống rất nhanh. Và đây là một tình huống Bulldog định lao lên. D-Line là một con mồi tương đối là không, tới đoạn này nè. Tới đoạn này là chỉ có lợi thế về linh hồn rồng thôi, chứ cũng không có lợi thế gì nhiều lắm. Tại vì các bạn coi là tiền trên lệch không có nhiều. Mà con rồng này tới đoạn này mà nó khỏe như vậy là khó đánh á. Rất khó chịu nha. Bây giờ thì thế kiểm soát ở khu vực đường giữa đang thuộc về Quang Đông Freak. Nè, mà nó cầm cái chiêu cuối nó giọng vô ghê lắm. Rồng đã ra rồi, còn con rồng của Bulldog thì sao? Và đôi, đây là Bulldog tấn công, anh ta có một cú cầu giờ. Doran nhảy nó giọng cái rờ nè, đó đang an toàn. Và đây là chiêu cuối, tu được hai người rất tốt. Doran bấm ngồi để cầu giờ. Sát thương của Quang Đông Freak đang là tương đối hạn chế. Doran nhảy vào, làm cho được một người, và đó chính là Yang Zhe. Yang Zhe nằm xuống quá nhanh luôn. Bulldog không có sự riêng tư để có thể gây sát thương. Anh ta cố gắng lao lên khạc tiếp vào người của Doran, nhưng không được, sát thương quá. Nó khè kìa. Và Doran tìm được để lao vào, nhưng nạn nhân là Taeyong. Taeyong nằm rồi, Bay đang bị kéo máu, nhưng không sao cả bởi vì Genji vẫn đang hơn người họ. Nó khỏe lắm. Nhẹ về mà thôi. Nó đứng nó khè là không có vô được đâu. Hướng của KDF làm sao vậy? Trong khi đó thì Genji spawn họ bắn cung của Pay, họ dùng gì vậy? Chiêu thức của Chovy một cách rất chuẩn xác. Đây là công cung tâm xa ép tốc biến của Bulldog. Góc này giày của Dudu hạ cũng thành công và hơn trong tay của Pay, nhưng anh ta sao tự nhiên nó bay vậy? Nằm xuống với điểm của Pay, họ định hướng của KDF làm sao vậy? Trong khi đó thì Genji spawn họ bắn cung của Pay. Nó bay đâu vậy? Vậy trong khi đó thì Genji spawn họ bắn cung của Pay, chiêu thức của Chovy rất chuẩn xác, là công cung tầm xa ép tốc biến của Bulldog. Đánh về hồi sau Genji thua được hay vậy? Trong tay của Pay, nhưng anh ta dính nộ lòng cơ và nằm xuống với điểm hạ gục dành cho Kalista trong tay của D-Line.
vẫn là pha đổi lời hơn dành cho các thành viên bên phía của Sport, và đây sẽ là con rồng free dành cho họ để họ có được cho mình linh hồn rồng hóa kia ở phút thứ 27. Đó còn nguyên cái trụ một không ăn đi lo đi bay. Khoảng thời điểm họ chỉ cần chờ con rồng ngắn tuổi hoặc là con Baron thôi. Khi mà dù sao thì cái tốc độ thăng tiến sức mạnh của Dudu nó rồng ngàn tuổi luôn. Thể nào có thể vượt trội quá xa so với cả Dora bên phía bên kia. Đó. Rồi chết là delay. Đã chính xác. Và đó là bàn người cực kỳ quan. Dù sao thì cái tốc độ thăng mình nghĩ là nó bắn. Cứ phải nó canh nó bắn còn bay không, nó bắn ai ta? Không thể nào có thể vượt trội quá xa so với cả Dora bên phía bên kia. Nó trúng delay. Hay vậy. Và đó là bàn người cực kỳ quan trọng đấy chứ. Không, nó bắn vô thằng delay. Nó bắn thằng Muhammad nó canh, nó chủ động bắn delay, nó bắn delay thiệt. Tại vì cái combo Kalista là các bạn nó sẽ canh bắn với con Kalista lúc mà giật về nó bắn. Này là nó hay, này nó hay, này nó hay. Nói như béo nha. Muhammad hay nha. Phải đi qua bên này bờ tường để có thể bảo vệ được thành công cái con rồng của mình. Giang Jae thì rất là khó. Và đây là Dolan vòng ra phía sau, bắt được Bulldog. Bulldog phải lùi về rất là sâu, đang cố gắng dùng hơi thở của rồng để có thể khè ngược trở lại. Bay mất quá nhiều máu, Peanut cũng tương tự là vậy. Và Dolan cũng đang phải lùi về, Genji ôm nhau về và họ về được hơn có 2000 tiền hơn cái linh hồn rồng à. Đã có phần nhỉnh hơn rồi. Cú ánh sáng tung ra lại không chính xác, cầu sớm cũng không dính. Và Chovy đang cố gắng phòng ngự cái chỗ mà không được giữa. Đây sẽ là tình huống mà triển khai một lại Baron luôn đến từ thành viên bên phía của Bull Baron. Đúng rồi, con rồng nó đang không có R khỏe. Mà nó sấy đau quá. Rất đau khè cực kỳ thốn đến từ Bulldog nha, và lại bắt tiếng lần này thì không ăn được Baron luôn. Được. Bay là người ăn được Baron. Với tình huống trừng phạt trước đó đến từ vị trí của Peanut. Góc này có tình huống phi vũ tình. Ủa nó làm chậm quá trời chậm kìa. Cuối chúng hai người lại chậm hai người. Và Bay không có tốc biến nữa, anh ta bị kẹt lại với địa bàn cùng xanh. Cuối chúng phạt trước đó đến từ vị trí của Peanut. Góc này có tình huống phi vũ tình. Ôi, choáng hơi lâu nha. Hai người lại chậm hai người. Và Bay không có tốc biến nữa, anh ta bị kẹt lại với địa bàn cùng xanh cho vị trí của Tejun cùng ánh sáng lần này. Tới phút 31 nó bắt đầu nó khỏe quá, khỏe. Anh ta vẫn đang còn đủ máu, Bulldog tốc biến qua phía kia bờ tường để có thể dùng trốn chạy được. Giang Xê lao thẳng vào, nhưng ta không đủ lượng. E quá tướng, Ezreal. Trước sức sát thương đến từ vị trí của Châu Vì. Hai mạng hạ gục, chính xác hơn là 1-1 đến từ đôi bên. Nhưng bù lại Baron vừa rồi vẫn có sẽ có thành viên bên phía của Giang Xê Sport. Hai bên vẫn đang rằng có. Nè nè nè, mỗi lần nó có cái icon đó là cái R của nó R bự á. Đang cố gắng câu máu trước đã. Con rồng ba món rồi. Bây giờ như tiêu câu máu khá ổn và Bulldog bắn thẳng vào. Rồi. Chiêu cuối được nâng cấp, anh ta hất tung thành công Châu Vi hất. Nó rộng quá. Châu Vi gặp nguy hiểm, nhưng đó là chiêu cuối đến từ Châu Vi. Và tôi không thấy Giang Dê đâu nữa. Doran đóng đồng hồ câu giờ, bất tay quay tay phản đòi, ta không dính tình huống đại bằng tiến trong pha vừa rồi đến từ vị trí của Mô Hàm. Và năm người bên phía của Genji Sport rất vẫn ăn được rồng ngàn tối luôn. Sau một tình huống dùng chiêu cuối rất khủng khiếp đến từ con rồng thần của Bulldog. Nhưng đây sẽ là một loại linh hồn rồng ngàn tuổi được triển khai đến từ Genji. Các đội bên phía Genji họ không còn nhiều máu nữa, họ sẽ cần phải cẩn thận. Taeyun, Dudu và đây là bên kẻ đẹp không có rồng. Cái lồng không có, không có trừng phạt. Con rồng. Con rồng vẫn còn nửa máu và đây là rồi. Ui đã về nữa. Nhưng cú sút về rất tốt tới từ Peanut. Bây giờ thì Bulldog đã đạp xuống rồi, Bay đang nỗ lực bắn nhưng mà phía kia Taeyun với một sát thương cực kỳ khủng khiếp. Có định mạnh Bay gọi, Bay rút ra được, Bay bắn tiếp vào người. Vẫn ăn được rồng ngàn tuổi luôn. Đó là double kill. Sao thua? Đó là những điểm hạ gục cực kỳ cần thiết cho Genji. Họ còn 3 người, họ còn Peanut, họ còn cái trừng phạt. Anh Baron đang đồng ngàn tố mà vẫn thua. Và bây giờ thì bên phía của Genji họ đang hướng tới con Baron. Ủa? Lần này thì cũng có mục tiêu nó cụ thể hơn để cho bên phía Genji có thể triển khai sau khi mà con rồng ngàn tuổi chuẩn bị hết. Cỡ tầm 20 giây nữa thôi. Một con rồng ngàn tuổi mà Genji họ cũng không tổ chức bất cứ một tình huống giao tranh cụ thể. Từ từ nha, từ lúc ăn con rồng ngàn tuổi. Và bây giờ... là những điểm hạ gục cực kỳ cần thiết cho Genji. Họ còn 3 người, họ còn Peanut, họ còn cái trừng phạt. Mẹ thằng lồn Anthony Taylor bắt ngu như con chó vậy. Gì vậy? Taylor. Họ sẽ có rồng ngàn tuổi. Rồng ngàn tuổi phút 35 tới phút 37. Và bây giờ thì bên phía của Genji họ đang hướng tới con Baron. Lần này mà có không có vô được trụ ba luôn. Cô vậy con rồng ở đẹp ghê ấy chứ. Cầm tuổi Genji cầm con rồng ngàn tuổi mà không đép, không đẩy vô được, tức là con son này nó đép ghê chứ vô đúng không? Vô không được đâu, nó đứng nó khè lính không vô được đúng không? Có thể triển khai sau khi mà con rồng ngàn tuổi. Con rồng này giai đoạn sau á, cái đam khè của nó. Con rồng ngàn tuổi không tổ chức bất cứ một tình huống giao tranh cụ thể. Nó đứng nó khè không vô lính được. Đánh được bên phía của Quantum Fish cả và bây giờ Bulldog đang lao lên có một tình huống sấy và đó lại một lần nữa là Baron dành cho Base. Ê, và đây một tình huống mà Giang Dê. Gì vậy? Cái bức tường muốn giao tranh cụ thể nào để có thể bức tường Bình Dương hả? Bên phía của Quantum Fish cả và bây giờ Bulldog đang lao lên có một tình huống sấy. Sao thằng lên thằng xuống, thằng lên quá trời vậy? Baron dành cho Base. Và đây một tình huống mà Giang Dê anh ta bị áp lên từ tình huống ra khỏi bên phía bờ tường. Udu lao vào mất tung hết. Giang Dê
một tình huống mà cứ tưởng chừng như là lỗi hình ảnh, nhưng mà đó là những cái pha mà các thành viên bên phía của Quang Long Quick cùng với cả Gen G đu bên qua bên này bên kia bờ tường. Tầm này mà có thêm Senna nữa thì thôi, hai team chỉ scale đến lết, scale đến vô tận luôn. Chỉ có đứng farm nhặt linh hồn với cả tích điểm thôi. Trong khi đó dạ, hay nha, không dây để ở đây. Gen G thì phải, Quang Long Quick đang để cho Dudu đẩy một mình ở khu vực trên của bản đồ. Và Gen G sẽ buộc phải lui về trong tình huống này, sẽ là một cửa đổi một cửa. Có bùa lợi Baron nên là Gen G sẽ về rất nhanh, nhưng mà nhà lính không được rồi. Rất tiếc cho Quang Long Quick rằng là đồ đạn đã về kịp tới nơi. rất đáng sợ tới từ con rồi 41 phút rồi nè, các bạn coi con nó giọng cái rời vô mặt nè, con rồng nè, 41 phút rồi, con rồng này nó khè hết rồi. Tuổi thứ hai của bạn thi đấu đã có mặt ở trên bản đồ, đây là phút thứ 41 của trận đấu này rồi và sẽ cần phải có tầm nhìn. Các thành viên bên phía Quang Phích họ mày chưa được mày chính xác, và đây là Bulldog tung ra cú chiêu cuối cùng bị nát, rất là rộng, tầm ảnh hưởng là quá là lớn, nhưng sẽ cần phải sát thương bồi vào thêm nữa. Base được định mệnh vẫy gọi giữ vào để anh ta không bị hất tung lên. Và con rồng vẫn đang thuộc quyền tranh chấp, Châu Vi đang đứng bên phía cánh trên. Rồng còn 3.400 máu. Liệu rằng Pay có phải là người ăn nữa hay không? Doran lao vào làm trắng thành công được người chơi đi rừng bên phía đối phương là Giang Jay. Giang Jay là con rồng một cố gắng câu thêm giờ. Nhưng Pay lại quá đau với cú quy của mình. Người đi rừng của Quang Long Fix đã nằm xuống. Bulldog đang cần phải lên tiếng, nhưng Bulldog dính quy của Pay cũng rất là đau. Ê. Và đây là Doran nhảy vào. Bulldog tông biến bỏ chạy. Doran phủ... bấm đồng hồ để câu giờ. Và rồng ngàn tuổi, rồng ngàn tuổi thuộc về Quang Long Fix. Trời ơi, Gen G đang phải tháo lui, Bulldog lao lên sấy, Delay và Base đang phải ôm nhau về, Peanut thì không về nổi, nhưng đây có thể sẽ là cái thông hành sang đây, Bulldog, Delay và Base, no freak, Bulldog biến bỏ chạy, rồi là bấm đồng hồ để câu giờ, và dông ngắn. Kiểu Base cũng rất là đau, và đây là Dolan nhảy vào, Bulldog tông biến bỏ chạy, rồi là bấm đồng hồ để câu giờ, và dông ngắn tuổi, dông ngắn tuổi. Mình xin lỗi SBTC. Mình xin lỗi địa. Hồi nãy mình dùng những lời lẽ như vậy với các bạn, mình hơi nặng sau khi mình xem pha xử lý này của Binance. Nó làm cái gì vậy? Có cái lý do gì để mà làm cái pha này? Bulldog đang cần phải lên tiếng, nhưng Bulldog xin quy của Pay cũng rất là đau. Pay lên bên kia chết rừng rồi. Nhảy vào, Bulldog tốc biến bỏ chạy. Pay lồng lên, lên tốc biến đá của Ezreal xuống hang rồng. Lúc... Nhưng Bulldog xin quy của Pay cũng rất là đau. Và đây là Dolan, nhảy vào, Bulldog tốc biến bỏ chạy. Hơi gì vậy? Bị khùng, thằng Binance bị điên à? Bye. Bulldog xin quy. Em có lý do gì luôn? Và đây là Dolan nhảy vào. Bulldog tông biến bỏ chạy. Dolan bấm đồng hồ để câu giờ. Và dâu ngàn tuổi, dâu ngàn tuổi thuộc về Quang Long Fix. Trời ơi, Gen G đang phải tháo lui. Bulldog lao lên sấy. Delay và Base đang phải ôm nhau về. Peanut thì không về nổi. Nhưng đây có thể sẽ là cái thông hành sang đây. Bulldog đang không có chiêu thức để bay qua bên kia bờ tường. Bay qua được rồi. Và dâu ngàn tuổi dành cho Quang Long Fix, họ đang tìm kiếm những người còn lại của bên phía Gen. Nó chắc không có bất kỳ một cái lý do gì để lại để mà đi lên đánh con Ezreal cả, chỉ cần đơn giản là trừng phạt con rồng thôi mà. Đang cần phải lên tiếng, nhưng Bulldog xin quy của Pay cũng rất là đau. Và đây là Dolan nhảy vào, Bulldog tông biến bỏ chạy. Dolan bấm đồng hồ để câu giờ. Và dâu ngàn tuổi thuộc về Quang Long Fix. Trời ơi, Gen G đang phải tháo lui. Bulldog lao lên sấy. Delay và Base đang phải ôm nhau về. Peanut thì không về nổi. Nhưng đây có thể sẽ là cái thông hành sang đây. Bulldog đang không có chiêu thức để bay qua bên kia bờ tường. Bay qua được rồi. Và dông ngàn mà mùa này hai pha rồi. Họ đang tìm kiếm những người còn lại của bên phía Gen G. Dudu có một chấm máu, nhưng có dông ngàn tuổi tới từ Taeyun. Ôi, triple kill của Taeyun. Đây sẽ là Quang Long Fix gạt dò Gen G. Tình huống đó là một tình huống mà tôi không hiểu kiểu gì khi mà Peanut anh ta đi đâu đó và anh ta quên một con rồng. Và cuối cùng thì Moham là người ăn dòng tuổi cho để làm cái gì? Tất cả những cái lỗi lầm đến từ Moham từ đầu ban đầu đến giờ với con A chấp của anh ta hoàn toàn bị xóa nhòa bởi tình huống cướp rồng ngàn tuổi trước mắt của Gen G Esports và quét sạch giúp cho cây điếc để làm chi trước Gen G Esports trong cặp trận đấu bảng ngày hôm nay.
Tôi không biết phải nói gì nữa. Một ngày thi đấu thật sự là rất bùng nổ của Quang Đông Freaks. Từ ván thi đấu thứ 2 và bây giờ là ván thi đấu thứ 3, họ lội ngược dòng trước Gen.G. Tôi không biết là rằng nên vote POG cho ai, nhưng đây Ngô là cho một Binat. Tập thể thi đấu rất gắn kết của Quang Đông Freaks trong cái ngày thi đấu ngày hôm nay. 11 phiếu họ cho Binat đang có được chiến thắng và họ đã gạt dò được Gen.G, không cho đoàn quân của huấn luyện viên Score tiến vào top 2 để cạnh tranh với cả trời ơi. Nó còn chết con rừng nữa. Chết rừng luôn. Ôi. Cộng 200.000 won vào tài khoản cho Pinot. Hai mùa này Genji đáng lẽ ra chỗ này nó là nhiêu ta? À, 13... 13-2 đúng không? Lẽ ra bây chỗ này đang là 13-2. 13-2. Thành 11 năm luôn. Ra 2 là đứng kế bên Tiêu Anh rồi còn gì nữa. Sao có thể xử lý vậy được ta? Không, hôm nay công nhận thiệt. Hồi nãy mình tưởng đúng là mình là ít ngồi đáy giếng. Mình tưởng tư duy chơi game của Vset trong trận SBTC với lại game là nó ghê lắm rồi. Ai dè có thêm thằng Binet này nó thử thể một pha xử lý mà mình cũng không biết giải thích làm sao. Gửi lời xin lỗi. Mới pha xử lý này thì mình thấy là SBTC cũng sắp xỉ Genji á. Vô lý thật sự luôn. Vô lý thật sự luôn. Sao được ta? Mùa này thì tại vì mình cũng không theo dõi. Có những trận LCK mình cũng coi. Mà thật sự là nếu mà top 3 vô lý mùa này là Binet nó lấy 2. T1 cũng có trong top 3 vô lý nha. Con Baron vắng 2 vừa qua của T1 là top 3 vô lý. Nếu như bây giờ mùa này và ngay lúc này thì Top 3 biệt thự view biển của mùa này thì là 2 cái của Binet với lại 1 cái của T1 nha. Có 2 cái của Binet với 1 cái của T1 nha. Thề luôn mình không thể nào. Cái của Tiêu Anh cũng vô lý lắm, tại vì mình cũng đã thử, mình bật kênh tiếng Anh lên xong mình cũng check thử coi có ai giải thích được cái pha Baron vắng 2 của Tiêu Anh không, cũng không ai giải thích được hết. Mấy thằng bình luận viên tiếng Anh nó cũng what the fuck luôn, mình nó cũng không hiểu là tại sao nó có pha xử lý đó của Tiêu Anh luôn, cũng là một trong những pha mà mình cũng không chưa hiểu được là tại sao nó lại như vậy. Pha này mình cũng không hiểu tại sao luôn. Nó sai. Cái từ gọi là nó sai ở quá nhiều chỗ tới nỗi mình không biết ở đâu hết. Và đâu? Và đây là Dolan nhảy vào, Budok tung biến bỏ chạy. Nè, trên đường, thí dụ mà mình trên đường bay mình bấm cái trừng phạt cũng được đúng không? Này bấm trừng phạt vẫn được mà đúng không? Đang cần phải lên tiếng nhưng Budok xin quy của bay cũng rất là đau. Và đây là Dolan nhảy vào, Budok tung biến bỏ chạy. Trên đường bay vẫn kịp bấm cái trừng phạt mà đúng không? Đây ngay chỗ này vẫn bấm được mà đúng không? Đây nè, đâu rồi. Sao được ta? Là sao? Nè, đoạn đang bay này bấm cái trừng phạt cũng được mà. Chịu. Thôi.
nói chung là cũng ngang ngửa nha. Ngày hôm nay là chúng ta có hai cặp đấu xứng đáng vô vô danh sách Hall of Fame. Những pha xử lý huyền thoại của mùa xuân 2023 là cái pha tạt cánh đánh đầu bế thằng Vares về quân địa, với lại pha này của Binet. Đỉnh. Đỉnh. Ngày hôm nay anh em coi VSET hay coi LCK đều được xem những pha thi đấu đỉnh cao hết. Không hiểu được, mình không hiểu. Đừng thấy có lỗi quá, tự nhiên coi xong phải thấy có lỗi với FBTC quá. Nãy chửi tụi nó nặng. Nãy chửi tụi nó hơi nặng. Những cái quảng cáo là tiếp nhanh đi. Hòa ai mua hòa hả? Mã hòa là hên đó. Hòa A giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Vậy là do tay của Peanut rồi. Lần một may ra do tai nạn, chứ lần thứ hai thì không thể là tai nạn được. Cảm ơn Tovia nha. Bây giờ 4 trận tiếp theo của MU thì có 1 trận FA, 2 trận sân nhà. Thôi thì... 4 trận đó cố gắng thắng 2 trận ngoại hạng sân nhà là được. Thắng 2 trận ngoại hạng sân nhà thì giữ được cái top 4. Chỉ cần không thua 4 trận là được. Trận FA thua cũng được, trận FA Cup thua cũng được. À, sợ thiệt. Từ cái trận Chelsea mua xoài 10.000 đồng đang lên combo insect rồi thì sao còn tâm trí vào cái trừng phạt mặt cười. Không, combo insect mượt thiệt. Không, công nhận là combo insect mượt ác luôn. Đang cần phải lên tiếng nhưng Bulldog chính quy của Bay cũng rất là đau. Và đây là Dolan nhảy vào, Bulldog tốc biến bỏ chạy. Về bàn bấm đồng hồ để cơ giờ. Ôi. Tào Mạnh Đức giúp Lu mua xoài 10.000 đồng. Pha LCK còn hiểu được rõ ràng là lộn đầu. Không, combo insect mượt ác luôn. Khó hiểu thật. Vâng, Tào Mạnh Đức nha. Cho em hỏi what Tam. Đâu? Và đây là Tây Yun còn tốc biến không kịp phản ứng luôn mà. Khổ ơi, mất đồng hồ để cơ giờ. Cái này đáng lẽ ra là phải để cho thằng Tayun á, tụi này dở, đáng lẽ phải để cho thằng Tayun ăn con rồng luôn. Nó mới hoàn thành cái pha highlight này, pha highlight này của Binet chỉ được 9 điểm rưỡi thôi. Chỉ được 9 điểm rưỡi thôi, tốc độ xử lý rất là nhanh, góc đá rất là đẹp. Nhưng mà có một cái điểm trừ nửa điểm là tại vì con Ash nó ăn con rồng, cái pha này thằng Tayun phải ăn con rồng. Thì cái pha này nó mới 10 điểm được. Binet 9 điểm rưỡi về chỗ em. Nó ra ác mà con Adriel còn tốc biến không phản ứng kịp luôn. Các bạn tưởng đá thằng AD LCK còn có tốc biến về dễ lắm hả? Tại vì làm sao Tayun có thể mà lường trước được cái pha xử lý này của Binet? Ai mà lường trước được pha xử lý này? Não thằng Tayun làm sao xử lý kịp? Tayun còn đang suy nghĩ. Chắc mình tóc biến xuống mình cướp con rồng quá. Đang suy nghĩ. Hay mình tóc biến xuống mình cướp con rồng ta. Có nguy hiểm quá không, dưới nó có con rắc này nọ. Nó nguyên Chu Vi đang đứng dưới mình tóc biến xuống cướp con rồng không. Tao lại mày bị nát ơi.